Xin kính chào quý khán giả. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, VinFast đã giới thiệu tới công chúng 5 mẫu xe điện thông minh trải dài từ khắp các phân khúc hạng A, B, C, D và E, lần lượt với tên gọi là VF5, VF6, VF7, VF8 và cuối cùng là VF9. Như vậy, hãng xe Việt đã có trong tay gần như đầy đủ các mẫu xe nằm ở các phân khúc khác nhau. Điều này giúp cho khách hàng có thể tăng thêm sự lựa chọn đối với tình hình tài chính của mình. Các mẫu xe VF8 và VF9 đã công khai mức giá bán trên từng phiên bản thông qua triển lãm CES 2022. Tuy nhiên, giá xe VF5, VF6 và VF7 vẫn đang là chủ đề dành nhiều sự quan tâm của khách hàng nhất, đặc biệt là ở tại thị trường Việt Nam. Vậy, mức giá bán nào sẽ phù hợp đối với đại bộ phận đa phần người Việt? Trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây là bài phân tích của Chí Trần. Phân khúc crossover hạng A ở tại thị trường Việt Nam đã có mẫu xe mới được ra mắt trong năm 2021, đó chính là chiếc xe Toyota Jay. Đối thủ này sau khi ra mắt đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt. Có rất nhiều lý do để người Việt lựa chọn xe gầm cao đa dụng hạng A. Nhưng lý do chính vẫn đến từ một mức giá bán hấp dẫn, gần như ngang bằng các mẫu xe hatchback hoặc sedan hạng A. Tuy nhiên, các mẫu xe này lại có không gian rộng rãi, tiện ích đi kèm và khả năng vận hành lại không hề thua kém các mẫu xe crossover hạng B. Minh chứng là chiếc xe Hyundai Grand i10 sở hữu cả hai biến thể là sedan và hatchback với mức giá bán cho phiên bản cao nhất lên tới 415 triệu đồng. Kia Morning với mức giá bán là 439 triệu đồng, Honda Brio có giá bán lên tới 452 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc Toyota Jay chỉ có mức giá bán niêm yết là 527 triệu đồng. Như vậy, có thể kết luận được rằng Toyota Jay đã định vị phân khúc crossover hạng A ở tại thị trường Việt Nam dưới tầm tiền 550 triệu đồng. Chính vì thế, VinFast VF5 có thể sẽ sở hữu mức giá bán dưới 550 triệu đồng trở xuống, đi kèm với những chính sách thuê pin linh hoạt và các chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá bằng voucher để tránh việc khó cạnh tranh được với các mẫu xe trong phân khúc. Tuy nhiên, nếu mức giá bán của VinFast VF5 trên 600 triệu đồng thì mẫu xe hạng A của Việt Nam phải có nhiều điểm nổi bật hơn so với các đối thủ nằm trong phân khúc crossover hạng B như Ford EcoSport, Hyundai Kona và kể cả mẫu xe Kia Soulnet có mức giá kiểu A+B-. Cá nhân tôi cho rằng VinFast VF5 có khá nhiều điểm thuận lợi và khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc hạng A và cả hạng B như thiết kế nội và ngoại thất đẹp mắt, mang nhiều sự hiện đại, trẻ trung, trang bị nhiều tiện ích công nghệ tự hành thông minh và có mức độ an toàn cao, sử dụng động cơ điện đem tới trải nghiệm khác biệt so với xe xăng, nhỏ gọn, dễ dàng, linh hoạt khi di chuyển ở trong đô thị. VinFast VF6 được định vị là mẫu xe nằm trong phân khúc crossover hạng B của thương hiệu xe Việt, cạnh tranh với các đối thủ như Kia Seltos, Ford EcoSport và Hyundai Kona. Chính vì vậy, VF6 đang được kỳ vọng là sẽ có mức giá bán dưới 700 triệu đồng để tránh rơi vào tình thế khó cạnh tranh được với các mẫu xe còn lại. Hiện nay, Kia Seltos đang được Kia Trường Hải phân phối với tổng cộng là 4 phiên bản, với mức giá bán cao nhất là 744 triệu đồng, Ford EcoSport là 686 triệu đồng, Hyundai Kona là 750 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu như VinFast VF6 có mức giá bán dao động từ 700 đến 750 triệu đồng, chiếc crossover hạng B của thương hiệu Việt vẫn có khá nhiều điểm nổi bật trước các đối thủ, giống với mẫu xe đàn em VF5, ví dụ như thiết kế thể thao, hiện đại và mạnh mẽ, trang bị nhiều tiện ích công nghệ tự hành thông minh và mức độ an toàn cao, sử dụng động cơ điện đem tới trải nghiệm khác biệt so với xe xăng, nhỏ gọn, dễ dàng linh hoạt khi di chuyển ở trong đô thị. VinFast VF7 là mẫu xe nằm trong phân khúc crossover hạng C nổi bật nhất của VinFast tại triển lãm CES 2022. Ngoài sở hữu một phong cách thiết kế đầy ấn tượng, VF7 hứa hẹn còn mang tới cho khách hàng những ưu điểm vượt trội về mặt công nghệ tự hành cấp độ 2 và 3, khả năng vận hành mạnh mẽ của một chiếc xe thuần điện và dung lượng pin tối ưu hơn so với các mẫu xe của Tesla trong mỗi lần sạc đầy. Dẫu vậy, ở tại quê nhà, VinFast VF7 vẫn phải vượt qua các đối thủ xe xăng truyền thống để bá chủ trong phân khúc crossover hạng C tại thị trường Việt Nam, ví dụ như Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-5 với mức giá bán dao động từ 800 tới 1 tỷ đồng. Khả năng cao, VF7 sẽ có mức giá bán dưới 1 tỷ đồng. Lý do vì mẫu xe VF8 đã được công bố mức giá bán khởi điểm
là 1 tỷ 057 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Chính vì vậy, VF7 đang được rất nhiều khách hàng Việt Nam chờ đợi công bố giá bán chính thức và nhận đặt cọc xe trong thời gian sớm nhất. VinFast VF7 cũng được giới chuyên gia phân tích đánh giá là mẫu xe có nhiều điểm nổi bật vượt trội hơn so với các mẫu xe xăng truyền thống ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài sở hữu một thiết kế có xu hướng tương lai và hiện đại, bên cạnh đó, VinFast hứa hẹn sẽ trang bị cho mẫu xe này những công nghệ tự hành thông minh cấp độ 2 và 3. Các công nghệ an toàn tối tân nhất hiện nay trên thế giới đang sử dụng, đạt tiêu chuẩn 5 sao của các tổ chức đánh giá như Asian NCAP, Euro NCAP và chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ với chứng nhận 5 sao, sử dụng động cơ điện có công suất lớn, đem lại khả năng vận hành mạnh mẽ, thể thao hơn so với các mẫu xe xăng, nhỏ gọn, dễ dàng linh hoạt khi di chuyển ở trong đô thị, đặc biệt là hiệu quả về kinh tế cũng như thân thiện hơn với môi trường. Để cạnh tranh được với các dòng xe đã có mặt trên thị trường hiện nay, các mẫu xe của VinFast không chỉ cần phải có một cái mức giá bán hợp lý và phù hợp với điều kiện kinh tế của đại bộ phận đa phần người dân Việt Nam. Hãng xe VinFast còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ hậu bán hàng như sửa chữa bảo dưỡng, bảo hành nhanh chóng và tận tâm, linh kiện phụ tùng thay thế phải sẵn có, đi kèm với giá thành tiết kiệm nhất cho người tiêu dùng. Ngoài ra, mở rộng hệ thống dịch vụ sửa chữa và cứu hộ 24/7 miễn phí cho các khách hàng mua xe điện, lắp đặt trạm sạc khắp mọi nơi trên các tỉnh thành và thành phố lớn ở tại Việt Nam để đáp ứng cho khách hàng sự tiện lợi nhất trong quá trình sử dụng. Các bạn có dự đoán gì về mức giá bán của VF5, VF6 và VF7? Hãy cho Auto Việt Nam biết bằng phần comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.